Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dagum City. Thì mình đang ở trong cái sự kiện Hell's Gate các bạn ơi. Thì hiện tại mình đang đứng ở vị trí thứ 7 các bạn, với lớp 8 các bạn. Đó, còn vị trí đứng đầu là lớp 16 luôn rồi, gấp đôi lớp của mình rồi nha các bạn. Thì bây giờ là cái sự kiện Hell's Gate này nó thay đổi cái cách chơi các bạn. Đó. Bạn nào mà ngay từ đầu mà đã không chơi thì coi như là thua nha các bạn. Sau này nó còn dễ hơn mấy cái lúc trước nữa các bạn. Nó cho rất ít nên người ta có thể cài liên tục được. Còn lúc trước là các bạn có thời gian rồi các bạn vô các bạn cài cũng không được nha các bạn. Nhưng mà bây giờ là nó dễ hơn nữa. Nên mọi người ai mà không chơi đó, thì ai mà không cài là coi như là thua các bạn. Đó. Mình thì đang bị đứng tụt ở vị trí gần cuối cùng luôn các bạn. Còn đúng một hạng nữa là xuống bét luôn. Đó. Rất là dễ chơi nha. Nó rất là ít. Và mỗi cái một chút 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 nó không có nhiều như lúc trước các bạn. Đó. Nên ai mà tranh thủ cài là vô cài là sẽ thắng các bạn. Người nào cài nhiều người đó sẽ thắng nha. Bây giờ mình sẽ vào thi đấu cái bằng Mixin Dragon này nha các bạn. Thì trong đây các bạn có thể chiến đấu nhiều trận nha các bạn. Hồi đó mình cứ tưởng là 6 tiếng chiến đấu được lần các bạn. Nhưng mà không phải nha. Có nghĩa là 6 con đó các bạn ra thi đấu rồi các bạn phải đợi 6 tiếng sau, nhưng mà các bạn chọn con khác ra thi đấu được. Giờ mình sẽ chọn mấy con yếu yếu ra đấu các bạn. Để dành mấy con mạnh rồi cho nó đấu khúc sau. Đó. Tại khúc đầu là mấy con yếu yếu không các bạn. Mình đem con mạnh ra mình đánh cái là uổng. Đó, nó không thi đấu được nữa. Con này vẫn khá mạnh nè các bạn. Mình phải đem con yếu ra nữa đấu. Thì thường mà trong cái phần Mixin này mình thi đấu khoảng vài ngày là mình đã về đích được rồi nha các bạn. Đó, ngày xưa không biết cứ tưởng là thi đấu vậy phải đợi 6 tiếng sau mới vô thi đấu nữa. Nhưng mà sai lầm nha các bạn. Thì chào mừng các bạn đã đến với kênh FT95 nha các bạn. Các bạn nào có đam mê yêu thích đem Dragon thì hãy nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ vào thi đấu tiếp tục được nữa rồi các bạn. Mình sẽ chọn con khác nha. Đó. Còn yếu yếu chút các bạn. Đó, gồng mạnh giờ khá là nhiều gồng mạnh nha. Đó, thử thêm mấy chú gồng này. Đó, cũng ngang ngửa với nhau các bạn. Nó từ từ về sau nó sẽ cho ra những cái chú gồng mạnh hơn nha các bạn. Đó. Khúc đầu thì nó cho gồng yếu nhưng mà càng về sau thì nó sẽ chiến đấu với gồng càng mạnh. Thì cái chủ yếu cái phần boss này là đánh để cho mấy con gồng này nó lên vạch các bạn, tăng sức mạnh đấy. Như biết thực lực của mấy chú gồng của chúng ta nữa các bạn. Gồng mấy chú gồng này khá yếu nhưng mà vẫn thắng nha các bạn. Dư sức thắng luôn các bạn. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Chúng ta đã hoàn thành 3-4 trận rồi đó các bạn. Đây, gồng 33. Ôi sao con gồng này có 33 vậy ta? Nhớ gồng này đó mình cho nó level mạnh lắm nè. Giờ mình sẽ cho nó lên level 45 luôn các bạn. Đây là những cái chú gồng mạnh mà khi các bạn mới vào chơi các bạn có nè. Đó. Ngày xưa không phải săn gồng dễ đâu các bạn. Ngày xưa nó ít sự kiện lắm. Tại mình chơi gồng này cũng 10 năm rồi. Gần 10, hơn 10 năm rồi các bạn. Ngày xưa nó khó săn gồng lắm các bạn. Bây giờ có sự kiện thì các bạn săn được nhiều gồng hơn. Rồi mình sẽ ra thi đấu các bạn.
Thì các bạn có nhiều gồng thì các bạn cứ thoải mái cho nó ra thi đấu các bạn ơi. Win này các bạn. Bên team của mình cứ còn tới 5 chú rồng nữa các bạn. Còn 4 con. Đó. Còn tới 4 con rồi các bạn. Đó đó các bạn thấy không? Chú rồng này lại lên được một vạch nó tăng được 5 sức mạnh. Nhận được hai cái quả gì nữa các bạn. Wow, nhận được 3 viên kim cương. Trước hết mình ra đây mình thu thập trái cây để mình làm nhiệm vụ bên kia các bạn. Còn hai trái cây nữa thôi. Mình sẽ thu thập vàng hết nha. Để mình bót vàng lên. Tiếp tục mình sẽ vào bằng Red gì rồi. Getsu Dragon Machine nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục vào thi đấu các bạn ạ. Wow. Ok. Có chú gầm tới level 55 luôn rồi các bạn. Nhưng một chú gầm 45, hai chú gầm 45 luôn. Gầm của mình cũng khá là mạnh nha. Chắc chắn là mình sẽ thắng các bạn. Sẵn đây thì gầm nào mà level thấp thì các bạn boost cho nó lên level cao luôn các bạn. Chứ bình thường đi kiếm cũng hơi cực. Đó. Sẵn trong đây mình biết nó sắp xếp là từ gầm mạnh đến gầm yếu các bạn. Không. Cái này là dư hơi uổng các bạn, còn tới 4 chú gầm phải đem gầm yếu ra thi đấu nữa. Đó. Ta sẽ tiếp tục. Nhưng mà vậy cho mau các bạn. Chứ gồng yếu ra đánh mà không lợi đợi lâu. Wow. Mình vẫn còn gồng mạnh mạnh không nha các bạn. Sẽ chọn. Đây. Chọn mấy chú gồng này. Để xem ra sức mạnh nó như thế nào nha các bạn. Đó. Cũng ngang ngửa với nhau các bạn ơi. Thậm chí là nhỉnh hơn chút. Wow. Wow. Wow, mình đang đứng lợi thế các bạn ơi. Rồi, chắc chắn là sẽ win này. Con rồng mà chắc nó khá là mà đánh nó mấy lần mà nó mới chết các bạn. Mới thua. Wow. Mười ca chơi cây các bạn ơi, chúng ta lại tiếp tục nha. Tiếp tục và thi đấu một trận nữa. Đấy. Mình có khá là nhiều chú gồng leo vào 40 các bạn. Mình đang có lợi thế là đánh trước các bạn. Thì đang nắm lợi thế các bạn, đánh trước rồi mạnh hơn, nhỉnh hơn xíu nha. Các bạn thấy không, bên gồng mình đánh là nó muốn hết máu rồi, bên nó đánh là không có mất nhiều máu các bạn. Hai cái mới chết. Nhưng mà bên mình là lợi thế là đánh trước.
Thấy không, nó đánh con này mình chưa mất hết nửa máu nữa các bạn. Đó, con này đánh hai cái vẫn chưa chết nè, vẫn chưa thua các bạn. Đó, ba cái nó mới thua. Con này cũng vậy, chắc là mình còn hai con các bạn. Wow, đó, tăng vạch cho chú gồng này các bạn. Chúng ta sẽ nhận được phần thưởng đó là 206k trái cây các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu nha. Level 40, con này level hack mà level 28 ta. Với boss sức mạnh nó lên. Để uổng các bạn. Con này gồng, này gồng hack nữa nè. Gồng hack nè, gồng hero các bạn. Sẽ cho nó max level 40 luôn. Đấy. Wow, gầm này tới 3 sao luôn nè các bạn. Không biết nó mạnh không. Sẽ tăng cho nó lên full luôn các bạn. Full của nó là level 55 luôn các bạn. Hơi tốn trái cây xíu nhưng mà mới nãy mình 200 mấy, bây giờ còn có 100 mấy là các bạn hiểu rồi. Rất là tốn trái cây các bạn. Rõ rồi, cho nó lên luôn các bạn. Càng vì sao nó tốn trái cây dữ lắm luôn các bạn, 500 mười mấy k trái cây nè. Đó. Thế vào 55 là có khi lên gần triệu luôn các bạn nữa, 700 rồi nè. Khủng khiếp không? 800 rồi đó các bạn. 900 rồi đó. Dăng hết trái cây của mình luôn các bạn ơi. Nó tới level 55 mình trâu full luôn. Các bạn thấy trái cây nó giật không? Cần cái triệu mà. Đó. Chơi khô máu luôn các bạn ơi. Rồi ok, chúng ta sẽ cho vào thi đấu nha. Wow, khá là mạnh nha mà. Tại nó level tới 55 mà. Wow, mình còn hai đúng hai chú gồng mạnh nữa các bạn. Ok. Tốn trái cây thì cố gắng tìm kiếm trái cây các bạn. Wow, gồng hát không luôn các bạn ơi. Quá kinh. Toàn là gồng hero không các bạn. Đó, sẵn đây là nó luyện luôn nha các bạn. Cũng như là coi như là nó luyện sức mạnh lên, luyện vạch lên. Tăng tăng vạch lên. Cái này hy vọng sao nó sẽ ghi chi tiết luôn các bạn để cho mình biết.
Wow, của mình tới còn tới chắc còn được 4 con các bạn. Còn tới 4 con luôn nha. Con này lại lên và tăng 5% sức mạnh các bạn. Chúng ta sẽ nhận được một cái hộp quà. Đó là 40k trái cây các bạn. Chúng ta lại tiếp tục ra thi đấu nha. Đang có con rồng này à. Một sao mà leo vào mới 29 nữa các bạn. Sẽ tăng sức mạnh cho con rồng này lên. Leo vào 45 luôn các bạn. Trái cây mình sẽ vơi đi các bạn. Kệ đi. Có không xài cũng phí các bạn. Để đó cũng làm được cái gì đâu. Mình sẽ tăng sức mạnh lên đi. Hết thì thôi các bạn. Đó, chưa khô máu luôn. Cho nó full luôn nha các bạn, 45 luôn. Rồi vào thi đấu luôn các bạn. Để xem nó thắng hay thua nha các bạn. Wow, lần này cũng ngang ngang với nhau ấy. Thậm chí là bị thua ra luôn các bạn. Rồi bên bạn còn 5, bên mình còn có 4 à. Hy vọng sẽ gỡ gạc lại được cái khúc này các bạn. Đó, có con nó đánh hai ba cái mà chưa chết nữa kìa. Con mình mới vừa tăng boss sức mạnh đó các bạn. Con đó bị đánh nhiều luôn á. Đó, nó bị đánh nữa kìa các bạn. Hảo chưa? Tập trung vào đánh cái con mạnh của mình các bạn. Đó, mình đang lợi thế lợi rồi các bạn ơi. Dẫn đầu ba con. Wow, vẫn chưa chết các bạn ơi. Wow. Một con rồng thời kỳ khủng long các bạn. Wow, nó vẫn chưa chết các bạn ơi. Nhưng mà chắc chắn là mình đang có lợi thế à. Mình còn tới hai con rồi. Wow. Hên quá các bạn ơi. Đánh phát chết luôn. Wow, con này lại lên vạch nữa các bạn ơi, tăng sức mạnh này khá là đã, con này lên luôn. Quá đã các bạn ơi, hai con chiến của mình nữa. Chúng ta sẽ nhận được quà gì đây? Ba viên kim cương các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục vào thi đấu luôn nha. Sao mấy con này nó ra ta? Không hiểu luôn. Rồi, ok. Chú gồng 5 6 chú gồng đi gần các bạn. L nè, L đi gần nè. Đeo vào 40 nha. Liệu thì trận này mình có thắng không các bạn, hãy đón chờ xem nha. Rồi gặp cao thủ rồi các bạn ơi, gặp gồng dữ rồi. Gồng này phải lấy mấy con gồng mạnh ra đánh cho mau.
Wow. Còn yếu nó đánh mình cũng Wow, con này sư dữ nè các bạn. Con cầm cái đồ long đao của mình nè. Cũng chiến á. Nhưng mà cuối cùng cũng lên lên bảng xếp hạng các bạn ơi. Wow, tăng sức mạnh nè. Bây giờ mình sẽ đem những chú rồng mà chiến của mình ra nha. Đó, mấy con này ra đấu với lại các bạn. Wow. Một con đấy ra đi. Wow. Wow, mình còn là tới 4 con cầm chiến vẫn 5 luôn các bạn. Đó, mắc chỉ có một con thôi. Hơi uổng chút nhưng mà không sao nha. Chúng ta lại tiếp tục các bạn ơi. Chúng ta vẫn còn là gồng mạnh nha. Đó. Đây cũng gồng mạnh không nè các bạn. Wow. Một phát là lên đường các bạn ơi. Nãy giờ chưa có em nào đánh hai phát cả. Đó, một phát là lên đường. Đó, các bạn thấy không? Một phát một. Vậy là gồng mình không mất con nào luôn các bạn. Quá chiến luôn các bạn ơi. Chúng ta lại nhận được một hộp quà đó là trái cây các bạn, 40k trái cây. Chúng ta lại tiếp tục nha các bạn. Chúng ta hình như vẫn còn gồng mạnh các bạn. Đấy. Đây chỉ thiếu một con thôi, mình sẽ chọn một con. Đắp vô các bạn. Đây. Good day tea nè. Đó. Và thi đấu luôn. Chúng ta sẽ vào chiến đấu các bạn ạ. Wow, đánh hai cái vẫn chưa lên bảng các bạn. Rồi, một em đã lên bảng. Bên mình vẫn chưa lên bảng các bạn ơi. Rồi, một em đã lên bảng. Rồi bạn, hai em đã lên bảng rồi. Đội mình có lên không? Lên, chưa lên luôn các bạn. Đó. Wow, em thứ ba đã lên bảng của đội bạn. Và tiếp tục em thứ tư. Đội mình vẫn chưa lên bảng các bạn. Và tiếp tục con thứ năm. Rồi, đội mình con thứ hai đã lên bảng. Và chắc chắn là con thứ ba các bạn. Rồi, con mình còn hai con, đội bạn đã lên bảng. Và mình lại tăng được sức mạnh 35% các bạn. Mình sẽ ra và làm cái nhiệm vụ thu thập trái cây bên đây nha. Thì mình cũng vừa phối giống được một con rồng mới các bạn. Các bạn thấy chữ new không? Nó vô tình đồng bí kíp luôn. Phối được con rồng mới nè các bạn. Rất ít khi mà phối được ra rồng mới nha các bạn. Lâu lâu rồi hơn phối đại nó cũng ra được con rồng mới nữa các bạn. Đó. Thì cái sự kiện kia nó vẫn chưa kết thúc luôn các bạn. Đây. Cái sự kiện này nè. Còn tới một ngày mấy nữa nhưng mà mình đợi cuối ngày mình mới chơi nha. Đó, mình được 22k đồng xanh các bạn. Có rất nhiều phần thưởng nè, đó, các bạn có thể săn những cái hộp quà này cũng được. Không săn gồng thì có thể săn quà mấy cái hộp quà này các bạn. Ôi ôi, đừng không có đi chơi con rồng này trời. Rồng tốn 200 mấy các bạn. Rồng này không biết có chưa nên mình chắc là rồng đó là rồng này nè các bạn. Không phải nha, rồng này.
Mình đợi con rồng níu rồi nè, con đợi con rồng này ra chơi, con rồng này nè các bạn. Đó. Con rồng này còn 6 giờ nữa thì nó mới chơi được, mới mở ra được các bạn. Rồng limited nè. Rồi ok các bạn ơi, chúng ta đã thu thập được hai trái và xong cái nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ kế tiếp là cho cái trứng nó nở các bạn. Hiện tại chưa có phát trứng nào nở cả. Nói chung là cái cuộc thi này nó hơi căng nha các bạn. Hy vọng là mình cũng lên được vị trí thứ hai thứ ba các bạn. Để nhận được 75 viên kim cương nha. Phần thưởng khá là hấp dẫn luôn. À cái phần này như có đúng một con rồng duy nhất thôi các bạn. Lúc trước là ba con rồng, bây giờ nó chỉ đứng vị trí thứ nhất thì các bạn sẽ được một con rồng. Thứ hai, thứ ba các bạn sẽ 75, thứ tư đến thứ tám các bạn sẽ nhận được 25 viên kim cương. Một con rồng duy nhất nha các bạn. Con rồng này là hai à, ốc cu LT, ốc cu hai, ốc cu LT. Để mình xem cái con rồng đó mình có chưa các bạn. Này chưa các bạn, con rồng này mình chưa có nha, nhưng mà chắc là mình đua không lại ta rồi, mà chủ yếu là đứng vị trí thứ hai thứ ba cũng được đó, leo lên cái hạng đó thì chúng ta sẽ nhận được 75 viên kim cương các bạn, cũng được nha, đó cũng khá hấp dẫn. Đứng vị trí thứ nhất thì các bạn chỉ được con rồng này thôi đó, nói chung là cơ cấu giải thưởng đồ cách chơi nó đã thay đổi rồi các bạn. Đó. Thôi không còn gì để chơi thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại, nếu các bạn nào yêu thích game Dagon này thì hãy cho mình một like, một chia sẻ nha. Đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ follow kênh để theo dõi những cái video mới nhất của mình nha các bạn. Bye bye.